Xin chào cả nhà nhá. Đây là hàng đi ngày Tết nha cả nhà. Hạnh nhân răng bơ vỏ mọng, hạt dẻ cười này, hạt bí nhân xanh này, chà là nguyên cành này, nho khô nguyên cành nha, mắc ca hạt dẻ này, hạnh nhân răng bơ mị nha cả nhà ha. Đó, rất là nhiều hàng để đi ngày Tết luôn. Ốc chó đỏ này, ốc chó vàng hay ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc của mình đều có cả ngũ cốc bột nha. Đó cả nhà, nếu mà ai mà buôn bán ngày Tết đó, thì inbox với shop đi nha. Ok cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Rất hân hạnh được phục vụ mọi người nha.